Các bạn, hôm nay sẽ là một chiếc video rất mới nha các bạn. Hôm nay chúng ta đổi gió nha, đổi gió biển. Ở phía sau của mình đây là một vùng biển nè, rất là rộng lớn luôn. Bây giờ chúng ta cắm trại ở biển nha. Để mà cắm trại được thì trước tiên ta phải có một cái liều nha các bạn ơi. Bây giờ cái liều xuất hiện nè. Đó, này các bạn lại xem cái liều của mình như thế nào nha. Ok, ngon lành luôn các bạn. Cái liều này nè, nó có hai cái cửa nha, hai cửa hai bên, là mình muốn xài một cửa thì mình kéo lên là nó sẽ thành một cửa thôi. Chiếc xe của siêu nhân mà khủng long nó cũng dám lên nữa kìa các bạn. Khủng long này nó chán sống rồi. Rồi, ngon lành luôn, tự nhiên có đồ ăn đem lại cho mình luôn. Một chảo nha các bạn ơi. Con quái vật Godzilla kìa các bạn ơi. Lên xe tôi vậy đó. Bây giờ là mình là thành thợ săn khủng long với quái vật rồi đó các bạn. Ở đâu có khủng long quái vật rồi có mình xuất hiện liền. Các bạn ơi, lại đây nè coi. Các bạn biết con này là con gì không? Biết con này là con gì không? Nè. Thấy không? Nhìn nè, nó có cái móc có một cái mai nè các bạn. Cái đuôi dài nè. Đó, đây là con này là con Sam nha. Đã không, đã không? Này không biết nó có kẹp không nữa mà mấy cái chân của nó có cái đồ kẹp kìa. À, đây mình để lên đây cho các bạn xem nè. Đó thôi đi nha các bạn, đi lên nha. Nhìn cái chân của nó thấy sợ quá các bạn ơi, nó nhiều cái cạn quá à. Ở đây rất là rộng lớn luôn nè. Giờ mình sẽ chiếc xe đậu bên kia, cái liều ở bên đây, giờ đem qua cái liều nha. Một giá thanh long nha các bạn. Hôm nay tập thể dục giãn gân giãn cốt các bạn ơi. Mình sẽ cho các bạn xem một con này nữa nè các bạn ơi. Nè, thấy chưa? Đó đây kìa. Là nó nhìn thấy mình cái làm như là nó tiến tới, nó tính song song lên, nó cắn mình hay gì vậy? Gì vậy mày? Bị súng không? Súng, trời anh. Ôi. Rồi có các bạn ơi, nó hung dữ ghê liền nè. Coi này nha. Rồi. Mày hả bự. Mày hả bự. Buộc cái càng nó lại. Nó kẹp một cái là xỉu luôn ạ. Siêu nhân mà sợ bị cua kẹp lắm nha các bạn. Nè dính rồi nè. Kỹ thuật bắt cua. Đi theo mình, đi theo mình. Đi theo cái con nước suối chảy dòng lóc gách cái chạy kìa. Đem con này về. Con này rất là ngon rồi này nha. Nước này nó đang chảy các bạn, nước khi mà nước biển nó dâng lên đó không, cái nó động vô trong cái vũng đó, xong rồi cái nó sẽ chảy ra xong nước biển dâng lên cái nó động nữa, chảy ra tiếp hoài vậy đó. Giờ tìm thêm thức ăn nha các bạn ơi. Đây con, ở đây có một con cá mà nó bị chết rồi các bạn ơi. Nè. Chắc cái này nước đông ở đây nóng quá, nước ở đây tại trời nắng các bạn. Mà nước nó bị động thì dũng nên nó nóng lắm, con cá này chết rồi. Thì các bạn ơi, ở đây mình sẽ hứng tôm nha, tôm nó cho xuống nè. Mấy con tôm này không phải tự nhiên mà nó có đâu nha các bạn ơi, hồi nãy mình thả ở trên á. Thả ở trên cái giờ nó sẽ cho xuống nè, mình đi dài lên mình lượm nè, các bạn nhấp luôn nè. Wow. Không? Thả xuống mình rửa luôn đó, mình rửa cho nó sạch luôn nè. Nè. Đó. Nè. Bạn thấy không? Mấy con này nó không được to lắm nhưng mà ăn cũng rất là đã luôn nha. Lên đây. Nè. Tôm này tôm còn tươi gói luôn các bạn, nó mới bị chết thôi. Hồi nãy người ta mới bắt nó ở biển lên á, xong lên tới đây mình gặp là mình mua luôn á. Nãy lúc vừa mua là nó còn sống. Xong cái thả nó ở đây nè, đem lên đây thả là nó vừa chết luôn. Rồi con này nó bự. Rồi nó bự chà bá luôn các bạn ơi.
con cua chín rồi đấy các bạn ơi. Thơm quá. Nó sướng. Hôm nay người ta kêu bằng tôm luộc mồi nè, không cần làm gì chứ, để vô luộc. Ngoài kia là biển, ở đây là một cái lều và trên đây là một con cua. Giờ chúng ta sẽ tận hưởng cái thành quả nha các bạn ơi, nặn chanh vào nè. Rồi ăn một cái càng bự chà bá này các bạn. Cua này là mới bắt ở biển này luôn nè các bạn. Nãy cái chú kia bắt mà biển vừa lên là mình lại mình mua liền đó. Quá đã, quá ngọt. Thiệt quá. Camera men ăn đi camera. Tôm này là chín rồi nè các bạn ơi, còn mấy cái này là mới luộc thôi. Giờ mình ăn một con thôi, các bạn thấy nước nó lớn rồi. Giờ chắc ăn con tôm này xong là mình sẽ đi vào trong nha, kiếm chỗ bên trong nha. Ăn vài con đi. Một con. Con này bự rồi, ăn con này. Cũng tươi lắm bạn ơi, tươi xanh luôn, mới bắt lên còn sống vậy. Vậy bạch 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 bạch. Xong rồi đưa mình mua chút xíu là nó mới chết. Tươi xanh luôn.